sáu múi của Musikin. Rồi bây giờ là sáu múi của Rizal, nó sẽ khác nhau chỗ nào các bạn? đây một trái sáu múi Rizal đây nè. Còn cơm mà sáu múi là cơm phải như vậy. Đọc lại Bình Dương là chỗ này nè, nó cái cuốn nó dài nè. Chú vườn để trái ở trên nhánh tâm á, nhánh tâm mình sẵn mình cắt cái nhánh dùm cho chú vườn luôn. Còn đây là mẫn thon, mẫn thon trái này khoảng 1,6 kg á, năm học. Mẫn thon mà lại đều tròn như là như ri sáo vậy. Mẫn thon mà tròn như ri sáo vậy. Nhiều bạn hỏi món thon mình mà mình không có giao được. Kho Trung Quốc họ ăn 212.000 một ký rồi. Rồi mấy bạn lấy lại rồi lấy giá mấy? Thôi mình để mình bán lẻ luôn. Để nhiều quá rồi mấy bạn bán ra không được cũng tội mấy bạn. Mấy bạn coi cái trái ri sáo mà nó còn ở lá nè. Bản chất cái lá này là cái tuổi của nó bằng với cái tuổi của cái trái nha mấy bạn. Vì hồi nhỏ nó đậu bông và đậu lá, sổ lá cùng một lúc. Nhưng mà dinh dưỡng cái trái nó rút nhiều quá đi. Nên cái lá nó lớn không nổi. Cái độ già của cái lá và cái trái thì ngang nhau nha. Còn đây là ông Musikin 4,2 kg. Bữa nay mình mới có về ổn định công việc, mình mới làm giao cho khách nè. Nhưng bữa nay còn chừng 4 kg, 3,9 kg không chừng. Trái này là trái ri sáo 6 học thì trái này cỡ khoảng 3,5 kg. Vỏ rất là mỏng luôn, gai nhím vỏ mỏng. Lâu lâu mới có được hàng hiếm như vậy. Musikin 6 múi. Còn cơm của ri sáo ngày hôm qua đây. Thật sự ra mấy bạn biết là mình có rất là nhiều hàng. Mình không có giấu hàng bên này rồi mình giao cho bên khác, không có đâu mấy bạn. Là mình chỉ có là ưu tiên giao cho các bạn sĩ mà đã chuyển tiền trước cho mình thôi. Mấy bạn cứ đợi giá xuống để mấy bạn mua được rẻ, không có. Bên mình giá xuống mình vẫn bán cao các bạn. Lý do là đã chuyển tiền thì giữ hàng, giữ giá. Có lên thì mình cũng có tăng mấy bạn bạc nào đâu, đúng không? À, tấn hàng nằm đây. Bên đó nữa. Sáu học kinh điển có khoảng gần cái cây này nó có cả chục trái gì đó, mà có 2-3 cây vậy đó. Bên đây sáu học phải không? Bên đây cũng sáu học không? Con này Musikin 6 học. Musikin này 5 học, 4 kg mấy, giờ còn có 3 kg chín gì. Mấy trái sáu học nó nằm ở đâu lát gác bên đây nữa nè. Trái này cũng sáu học bên này. Chừng nhỏ. Ngày hôm qua hái da đồi mồi luôn. Rớt gãy cái cuốn. Các bạn coi ngón tay cái của mình nè. Không ăn thua gì cái cuốn của món thon nha. Này. Cuốn muôn thon nó bự hơn con giò cái mình luôn. Musikin hàng này để có 9 cây, mình chưa có chọn ra. Đi 6 mini nhiều nha. Cái này
ba học hàng nhì nè. Bên mình chuyên bán hàng đi chợ mấy bạn. Bên mình không có bao cơm nhiều lời nha. Lời lỗ là do mấy bạn tự tính giá, mấy bạn bán ra nha. Mấy bạn bán lỗ kệ mấy bạn, mình không có biết. Tự nhiên là đi mua cái trái trăm mấy chục ngàn ký về bán cũng trăm mấy chục ngàn ký. Hỏi sao mà không lỗ? Lỗ rồi đi kiếm mình than khóc, mình thấy rất là mệt luôn mấy bạn. Không nên. Mình phải tính cái hao hụt của nó từ khi mà nó chín. Từ lúc mà mình hái cho đến nó chín là nó khoảng từ 10 đến 15% có khi hơn nữa. Thì mấy bạn phải tính hao hụt nó vô. Tính tiền công của mấy bạn vô. Đúng không? Rồi tính ra cái giá bán của mấy bạn. Của mấy bạn lỗ, chuyện của mấy bạn, bằng lời mấy bạn có nói với mình không? Lời mấy bạn có khoe với mình không? Bữa nay lô này tôi lời được 5 triệu. Lô này lời được 20 triệu, 30 triệu không? Có một sĩ ở Hà Nội của mình đó. Mình biết cái lô đó là lời 26 triệu. Vậy đó. Mà có lỗi có lô đó là 500 mấy ký, lỗi có không phải lỗi nữa mà là cơm không như ý, nói gì đó. 6 trái à, đền mình đúng 6 trái luôn. Ghét mình không bán nữa. Bạn ăn ăn xương cơm á thì có thịt có thà, còn mình á thì ăn cỏ ăn rác hay gì. Có lời thì mấy bạn giấu lỗ cái đồ than khóc với mình. Mình ghét không có giao ai gì nữa. Bán có một trái sầu riêng à. Mình cũng nhắn hỏi hoài, khui được chưa, khui được chưa. Trời ơi, kiểu như vậy là chừng nào mấy bạn mới lấy hàng được nhiều mấy bạn. Gây nhiễm mộng vỏ. Mình bán mình phải tự chủ động, mình coi hàng hóa coi nó làm sao, chứ không phải xách về để trình bày ở đó rồi nhắn hỏi mình bữa nào cũng hỏi mình. Chứ mình mà bán dừng 1.000 trái vậy chắc 1.000 tin nhắn vô chắc xỉu quá. Đây đây là Moskin có 9 cây nữa, có VIP nữa. Cái này năm học nè, có thơm rồi. Mà này vẫn có mua skin, vẫn có mỏng thon. Mỏng thon thì chắc ăn chăm chăm là vỏ nó mỏng. Và hộp nó cũng lép luôn nữa. Có anh ghi sáo mình thì hơi lo. Là vỏ mỏng thì hộp anh bự. Hàng anh to. Skin nè. Chốt là chốt nguyên đơn nè. Skin là có bán lẻ nhưng mà mỏng thon này là chốt nguyên đơn, không có giao lẻ từng trái. Còn cơm đưa sáu ngày hôm qua chắc đó, lên kia nó chín nó sẽ vàng lên nữa nha. Skin sáu học hai ba trái gì đó đem ra khoe của như vậy thôi. Vì sao sáu học ngày năm học và không được sáu học, cái sáu học là bên đây nhìn cái đầu ra là không biết già hay là không già rồi nha. Có nhiều bạn cũng sĩ cũng lớn lắm, cái trái sầu riêng này đi ra mấy cái kho Trung Quốc lấy hàng gớt của người ta về bán cho mấy sĩ ở miền Bắc miền Trung rồi này kia, lỗ sặc máu luôn. Bản chất cái hàng gớt của kho Trung Quốc là nó sẽ có hai dạng, một dạng là già quá kho Trung Quốc không lấy, hai là dạng cắt cơm yếu á, kho Trung Quốc đi họ ăn không được họ bỏ, các bạn hốt gì các bạn bán cho mấy sĩ các bạn là chết chết mấy sĩ hết trơn luôn. Có nhiều bạn cứ lựa hàng đẹp để bán, thật sự ra trái càng chọn như gì là càng lo này nha, trái càng chọn như gì là càng lo nè. Thì cái đầu cơm nó hay bị trắng lắm,
phải cắt cơm thiệt là già, gõ cái bộp 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 thì cơm nó mới vàng ỉnh được. Còn mà trái càng tròn mấy bạn tưởng ngon tưởng quý phải mua dâu giá cao, cuối cùng ăn tào lao, cơm nó ăn đâu được đâu. Cậu Văn đĩa nó găng rồi, D1 trái này chắc khoảng 4 ký mấy, cái mousse này thì là 4 ký này. Mỹ Linh thích phong cách của Mỹ Linh, ở Hà Nội rất là hiếm mà có sĩ giống như Linh nha, cứ đóng thùng xong rồi bắn tiền cái dèo liền. Là mấy bạn biết là khi mà bạn bắn tiền kiểu như vậy á là cái đầu trong người ta rất là thích. Nhất thứ hai nữa là trong buôn bán trái cây nghề bà cậu mà mua nhanh thì sẽ bán nhanh. Còn mà sao anh bảo ốp đấy, nếu mà trong lúc người ta đang hái á, mình nhắm mình mua được chừng 100-200 ký á thì mình hãy gọi. Còn mà trong khi người ta đang hái mà mấy bạn gọi vô mua có con trái thôi riêng mà ở tỉnh nào mình quên mất tiêu rồi, không thèm nói chuyện luôn. Món thon còn có bao nhiêu đây Hà, coi à, coi nó nước nè, sao không nhận thiệt. Cái cuốn này nó tôm nhựa ra. Cái món thon này mất ký kinh khủng nha, quên nữa. Nhưng mà cái chị khách của mình ở Hải Phòng chỉ biết rồi. Cái món thon á, từ cái lúc mà hái cho đến lúc chín á, nó mất từ khoảng 18-22% nha mấy bạn. Nó nhất nhiều lắm, ví dụ như cái trái này là anh coi nó ướt nhẹp đây nè, nhỏ nhỏ nhựa xuống nè. Nó mất ký như mít vậy đó. Dù như trái này là 4 ký đi, đến khi mà ê trời ơi, đến khi mà nó chín á chắc nó mất cả nửa ký á, ví dụ nha, thôi nha, chứ trái này không tới 4 ký nha. 100 200 300 400 500 600 700, mình còn 700 ký ghi 6. Mousse-kin thì còn khoảng chừng 100 ký mousse-kin thôi. Trứng cây nè, trứng cây thì kinh còn 4 trái. Linh ha ha, hàng của em có người Linh giỏi giày à, giỏi giày hộp ít, ví dụ thịt ít, giỏi giày mà thịt ít hay không biết nói sao mà buồn buồn xíu thôi. Sĩ thì tới thì cũng có sĩ lui, trái sầu riêng mà làm sao biết nhu cầu của mấy bạn. Ví dụ như mình nói cái trái này là vỏ mỏng đi, trái này 5 muối mà vỏ mỏng đi, người mình mấy bạn khui ra mấy bạn nói cái này chưa mỏng mà mỏng, nó phải cỡ gì rồi sao, hay cỡ gì nữa rồi sao, hay cỡ trái thái mỏng thon hôm qua mình gọc ra rồi sao. Nên cái độ dày mỏng mình không có nói ở đây được, mà phải phụ thuộc vô mấy bạn như gì gọi là sao, như vậy gọi là dày, như vậy là gọi là mỏng hay không. Bây giờ mình chỉ mấy bạn cái cách phân biệt vỏ dày vỏ mỏng rất là dễ. Bây giờ vỏ dày vỏ mỏng rất là dễ nha, mình các bạn coi cái trái sầu riêng trước mặt mình đi, trái sầu riêng có lá này nè, cái gai nó rất là nhím đúng không, là vỏ sẽ rất là mỏng, đó là theo mình nha. Còn cái gai này đó là gai nù thì vỏ nó dày, đúng chưa. Thì bây giờ mấy bạn chưa có ở miền Bắc hay xăm nghĩa là gọc cái hình tam giác ở ngay cái hộp cơm này nè, cái lấy cái vỏ ra, cái lấy ngón tay chọt vô trong cơm á để coi nó chín hay chưa. Cách đó hoàn toàn sai các bạn, mình không hề hướng dẫn hay là chia sẻ cách đó nha. Lý do là các bạn có chọt cơm ngay chỗ này đi chăng nữa thì các bạn chỉ biết được cơm ngay chỗ này thôi. Các bạn đâu biết được cái cơm ở cái đỉnh đầu này nó ngon chưa, cái cơm đỉnh đầu này ngon chưa, hay học bên kia ngon chưa. Một cái nải chuối như thế này nó sẽ có cái trái chín trước à, đóng hai trái một sự kiện nó sẽ có trái chín sau, đó là nải chuối đúng không.
sầu riêng trên cây nó sẽ có trái chín trước, trái chín sau. Và trên cái trái chín trước đó sẽ có hộp cơm chín trước và cái hộp cơm chín sau. Mấy bạn xăm vô như vậy á, mấy bạn coi cơm nó có một cái chỗ mà đâu có đại diện hết nguyên trái đâu. Thì cái cách nào mà để xác định được cơm của nó chín đều hết thì mình sẽ chỉ sau. Như giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách để coi cái độ dày của vỏ mà không cần xăm vô, không cần khui ra. Bạn nhìn vô trái sầu riêng mà bạn biết cái độ dày của vỏ nó cỡ nào. Rất là dễ mà. Đây là cái cuốn không? Từ trên này xuống dưới cái đít. Bạn lấy cái gai mở ngay chính giữa trái đó. Ví dụ như gai này đi. Đây là cái gai ngay ngón tay mình đi. Cái gai ngay chính giữa trái nè. Thì từ cái đầu gai dài cho tới chân gai. Từ đầu gai dài tới chân gai. Thì cái độ cao của cái gai này là tương ứng với cái độ dày mỏng của cái vỏ không mấy bạn nha. Mình nói lại nha, Musikin cũng vậy luôn nha. Từ ở cái cuốn dài cho tới cái đít trái, bạn lấy cái gai mà dài nhất ở chính giữa đó, từ ở đỉnh cuốn cho tới chân, đó là độ dày của cái trái sầu riêng. Rồi chưa, chuyện đó rất là đơn giản, dễ ha. Còn bây giờ muốn coi cơm sầu riêng vàng hay không vàng thì không nên làm như mình. Làm như mình là mấy bạn sẽ bị hao một trái sầu riêng. Muốn coi cơm vàng hay không vàng rất dễ luôn. Trái sầu riêng mà đỉnh ngon, mấy trái sầu riêng mà đỉnh ngon á, có nghĩa là sao? Là chỉ có chín cây thôi. Nhưng sầu riêng đỉnh ngon nữa, cắt già nữa là các bạn trong vòng 2 đêm cái đĩa nó sẽ rụng ra. Đó là sầu riêng đỉnh ngon. Như thế nào bác? Em rất xem ly chia sẻ như thế nào bác? Còn cái màu cơm không cần khui ra mà bạn biết. Là khi mà các bạn thấy cái rụng của đĩa chỗ này nè. Ở trong này nó có cái, nó lòi ra ở chính giữa cái cuốn này nè, nó có một cái điểm màu vàng hay là màu trắng hay là màu ngà ngà, thì cái điểm đó nó sẽ chỉ thị cho cái màu cơm nha mấy bạn. Nó sẽ chỉ thị cho cái màu của cơm sầu riêng mấy bạn. Mấy bạn làm hàng sầu riêng quanh năm, hàng của miền Đông, thì cái đĩa mà nó rụng xuống á, nó sẽ không có vàng khè vàng thực như ở miền Tây. Nên mấy bạn mà mới buông ơi mà hỏi sao của anh lại mắc hơn Đồng Nai hay là mắc hơn Long Khánh gì đó, là mình cũng không giải thích luôn, mà mình cúp điện thoại ngang luôn. Tại vì nói chuyện với mấy bạn đó là rất mất thời gian các bạn. Vì mấy bạn bản chất là trái cây thì đặc điểm vùng miền và thời tiết và khí hậu thổ nhưỡng đó, thì làm sao mà so sánh với nhau về chất lượng được. Mấy bạn coi dược học nè. Rồi quay trở lại cái chuyện mà cái màu cơm là xong ha. Làm sao biết được màu cơm rồi ha. Thì bây giờ làm sao biết được trái chín. Nó còn rất nhiều cách, nhưng mà cái cách mà dễ dàng nhất là từ 5 tới 6 ngày bạn lắc kêu, lắc cái trái sầu riêng á, lắc ngang nha, lắc ngang như này, chứ đừng có lắc từ cái cuốn tới cái đít. Bạn lắc từ cái cuốn tới cái đít là nó không bao giờ kêu, không bao giờ kêu. Mà bạn lắc ngang á thì cái cơm này nó sẽ va vô trong cái thành của cái vỏ. Cái đen đen này là do hồi tối giờ mình bị oxy quá thôi, mình gọc nó hồi hôm qua. Nó va vô cái thành vỏ, nó kêu lục cục. Là cái phần kêu lục cục là do cái ở dưới cái cơm này nè, nó có cái phần tiếp xúc với cái lõi bên trong. Nó xuất ra rồi thì nó sẽ lắc cái kêu cục. Đó là cái cách phổ biến nhất. Còn một cách nữa là người ta có thể dùng dao, người ta gõ vô cái đầu gai nè. Mà khi mấy bạn gõ vô cái đầu gai này á, bạn lựa cái đầu gai mà không có bị tà nha. Ví dụ như đầu gai này, Musikin này là bị tà nè. Bị tà thì bạn gõ vô cỡ nào cũng nghe tiếng bộp chứ. Bạn gõ vô cái chỗ mà chưa có bị gõ, cái đầu gai còn nguyên si á, nó sẽ đại diện hơn. Rồi. Cách thứ ba nữa là các bạn hửi. Sầu riêng này đi hửi đít. Sầu riêng này sẽ chín tỷ đít chứ chín trước. Bạn hửi dưới này, nó thơm.
lắc kêu, gõ bộp ha. Rồi. Đó là ba cách. Nhưng còn mà để đi lựa được trái sầu riêng ngon thì sao? Dễ nữa. Đối với mình thì dễ nha, nhưng mà với mấy bạn thì mới vô thì có thể là hơi khó. Ví dụ như trái sầu riêng già đi. Sầu riêng già thường á nó sẽ có cái biểu hiện là cái đầu gai nó khô. Cái đầu gai nó khô các bạn. Nhưng phần lớn cái đầu gai khô mà khô từ dưới đít khô lên á thì trái nó chắc chắn là già. Ở dưới đít á, cái đầu gai mà nó khô á là chắc chắn là già ha. Cái điểm thứ hai nữa là những cái gai ở trên gần cái cuống này nè. Những gai trên gần cái cuống này nè. Nó xòe ra. Nó xòe ra, nó không có bấu vô trong cái chân cuống. Giống như kiểu con gà mà con gà đá độ á, hai con gà mà phùng mang đá nhau á, phùng bồm rồi đá nhau á, cái đầu gai nó sẽ ngửa ra. Và tùy vào dinh dưỡng của vườn mà cái đĩa này nó có phình hay không phình. Có những vườn dinh dưỡng rất là tốt, rất là cao, kali rất cao thì cái đầu đĩa này nó phình ra, nó phình ra to hơn cái này nữa. Đó. Thì là đầu tiên là cái đầu gai này nó không có bấu vô ha, là một. Cái đầu gai nó chuyển qua màu đen sậm, rồi hai. Còn mà cái cây mà nó bị đồi mồi da quá, trời đồi mồi da như da của người già vậy đó, thì cây đó coi chừng là cây suy nha. Cây suy là cơm nó sẽ bị trắng. Ăn thì vẫn ngọt nhưng mà cơm nó sẽ bị trắng thôi mà. Cái thứ tư, cái đít, cái đầu gai rồi, cái đỉnh gai rồi, đỉnh trên gần cuốn rồi. Cái thứ tư là cái rãnh khui mà. Cái rãnh khui nghĩa là đâu? Cái trái này mình gọc mất tiêu rãnh khui nữa rồi. Để mình quay qua trái này, cái rãnh khui này, đây là cái rãnh khui nó. Các bạn thấy cái rãnh khui nó vàng từ ở dưới đít trái mà lên hơn nửa trái. Từ dưới đít trái lên hơn nửa trái là già. Là cái rãnh khui. Rồi chưa? Còn một cái nữa. Cái rãnh khui nó phải chạy chỉ nó vàng khè vậy nè. Đó. Thì cơm của nó sẽ chắc chắn 100% là già. Cái rãnh khui này có nhiều bạn có kinh nghiệm là cứ thấy cái rãnh khui này nó chuyển từ hút cái vàng hơi vàng đậm một xíu á thì coi như là có thể khui được rồi đó. Đồng nghĩa với chuyện là có mùi thơm rồi đó. Rồi. Mình có bán cho rất nhiều shop lớn lớn ở Hà Nội không mà biết rồi mình cũng có thêm một kinh nghiệm mà mình chỉ cho mấy bạn mà đó là gì. Đừng có bao giờ xăm vô hình tam giác rồi lấy cơm ra mà mấy bạn lấy cái dao á, mấy bạn cắt cái cuốn này nè. Khi mà cái cuốn có rụng đĩa rồi á thì 2 ngày sau khui là đẹp. Cuốn ri sáo rụng rồi 2 ngày sau khui là đẹp. Còn cuốn mỏng thon mà rụng thì 3 đến 4 ngày sau các bạn khui là đẹp. Tại vì mỏng thon nó dài lắm. Còn mà cái cuốn này nó vẫn còn có tác dụng là mấy bạn lấy cái dao ăn cắt cái cuốn này nè. Các bạn thấy có nhựa nhiều, nhựa nó đổ ra nhiều thì trái đó còn rất khó khui và cơm còn cứng. Bạn hình dung không? Rất khó khui và cơm còn cứng. Còn mấy bạn mà lấy cái dao các bạn cắt cái cuốn này nè mà nó khô gan, khô queo vậy đó là cơm sầu riêng đã lên rồi, là mấy bạn xử nó thôi. Rồi tóm lại là có rất nhiều cách để xác định độ chín. Lắc kêu, hửi thơm, gõ bộp, cắt cái đầu cuốn coi nhựa khô hay là nhựa ướt là chưa có khui được. Để thêm một cách nữa là lấy cái dao khui khẩy vô cái đường rãnh này, thấy nó còn cứng là dừng cái tay lại, đừng có lấy búa rồi lấy dao yếm ra rồi chặt rồi chụp hình gửi. Người ta cười mình á, ở Đà Nẵng mình bị rồi, mình bỏ sĩ ở Đà Nẵng luôn rồi, trái sầu riêng không khui được mà lấy cây dao yếm á, rồi thêm một cái đồ cái cục cục cây mà để chặn
chặn xe hơi để mà người ta đậu ngay cái dốc đó, người ta lấy cái cục cây đó người ta chặn bánh xe hơi đó, lấy cái cục cây đó đập vô cái lưng vô yếm. Mà mấy bạn nghĩ đi, cả một cái thế giới này ai cũng khui sầu riêng kiểu đó hết á, thì làm gì sầu riêng có chuyện hot như bây giờ. Ai cũng lấy cái đồ chặn bánh xe hơi mà để đập cái dao vô cái trái sầu riêng. Nên thôi nghỉ, không giao, không giao miền Trung nữa, nghỉ chơi nha. À, bữa nay là mình có cô VIP 6 học VIP 6 học VIP 6 học này, một sự kiện VIP có luôn 6 học luôn, ghi sao nhất có trái này cũng VIP luôn, trái này 4 ký mấy đồng. Một sự kiện 9 cây có, ghi 6 9 cây có luôn, 1 tấn hàng, kể có hàng món thon này hết rồi. Nguyên cái cần này của bà chị ở Hải Phòng lấy hết rồi. Một sự kiện này cũng bà chị cũng lấy mấy trái nữa. Dân chơi thiệt. Vừa lấy ghi 6, vừa lấy mua sự kiện mà vừa lấy món thon luôn. Món thon này mình không có chuyên, nên mình không có nhận thêm sỉ, mình chỉ giao những sỉ quen thôi. Vì chủ vườn họ trồng sen mấy cái cây món thon này vô trong vườn để lấy phấn cho cái trái sầu riêng nó tròn đẹp thôi, chứ không phải chủ vườn là chuyên về món thon. Mấy bạn biết là món thon á đi phân làm cơm cho nó đó, tại sao món thon nó lại ngọt hơn ghi sáo mấy bạn? Tại vì món thon đi phân làm cơm cho nó là tới 3 lần nữa, 80 ngày một lần, 90 ngày một lần, 100 ngày một lần, 110 ngày tới 115 ngày mới cắt món thon. Mà trong khi cái món thon này mình gần 118 ngày mình mới cắt á, là nó ăn ké với phần ghi sáo, ăn ké có phần ghi sáo cổ đầu 1 lần, 2 lần, ăn ké phần ghi sáo cổ sau 1 lần, 2 lần, là cái món thon này là nó ăn phân 4 lần rồi, nên nó siêu già mà nó cũng là siêu ngọt luôn. Ngày hôm qua thử cơm thôi mà nguyên phe của mình nó giành giật nhau mà ăn cái cơm nó giòn giòn, nó ngọt hơn cả củ hủ dừa nữa. Nói chung là tặng cái lô này cho bà sĩ quen, bán cho bà 128 ngàn, kinh khủng không? Em bạn thấy mình chơi chị ngu không? Không đâu, mình khôn lắm, không có ngu. Mình có trước có sau với người ta sẽ không có bỏ mình. Nguyên lô này mình bán có 128 ngàn, năm học này. Rồi ở dưới này vỏ mỏng là 5-6 trái năm học vậy đó. Đây mỏng thôi mà mấy bạn ăn rồi là mấy bạn quên luôn ghi sáo là cái gì luôn đó. 128 ngàn, vừa bán vừa cho luôn. Khi mà lấy hàng quen Minh Phương rồi là mấy bạn sẽ thấy lời lỗ tính sao. Ưu tiên dự sĩ mình có hàng bán cái đó. Bạn coi nè, trái này hôm qua bà chủ vườn bà cầm ra bà vuột cái tay bà gớt cái đùng cái gãy cái cuốn da nó đòi mồi nó móc cời luôn vậy.